Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái biểu đồ kết hợp là biểu đồ cột hoặc là cột chồng và biểu đồ đường. Trước tiên thì và vẽ biểu đồ ta sẽ có một cái bảng dữ liệu trước. Đây là dữ liệu của các tháng, rồi số lượng gà vịt và tổng doanh số bán. Trước tiên thì ta sẽ bôi đen cái vùng mà dữ liệu và ta sẽ vào Insert và sẽ chọn một cái biểu đồ, một cái chạc bất kỳ. Rất là nhiều chạc ha. Chọn một cái chạc bất kỳ đi. Đấy, thì nó sẽ hiện lên một cái chạc, một cái biểu đồ. Rồi, các bạn làm gì thì cũng nên là vẽ một cái biểu đồ ra trước. Rồi chúng ta sẽ từ từ, chúng ta sẽ chỉnh cái biểu đồ đó sao ha. Rồi, bây giờ các bạn đã thấy là hiển thị một cái biểu đồ cột gồm 3 cột, gà, vịt và tổng doanh số. Bây giờ mình muốn cái biểu đồ mình không thích như này, mình muốn cái biểu đồ tổng doanh số này nó sẽ trở thành một cái biểu đồ đường đi ha, một biểu đồ đường chạy dọc ở đây. Và chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ chọn vào cái biểu đồ đó ha, ta sẽ chọn vào change type, đấy nó sẽ hiện lên như này. Các bạn sẽ chọn xuống phần combo đấy. Đây, các bạn sẽ chọn ngay chỗ tổng doanh số á, các bạn sẽ chỉnh này lại thành line. Này không biết là tại sao nó đã được chỉnh sẵn cho mình rồi đó, các bạn sẽ chọn chỉnh thành line. Thì line là sẽ cho cái phần tổng doanh số này trở thành một cái biểu đồ đường ha. Đấy, ở đây thì nó có rất là nhiều cái loại line luôn, thì bây giờ các bạn thích cái nào các bạn chọn cái đó. Mình thì mình thích cái line với nó có những cái điểm thể hiện cái giá trị của nó ở những cái điểm ha. Rồi mình sẽ chọn ok. Đấy, là bây giờ nó đã ra được một cái biểu đồ hai cột song song và một cái biểu đồ đường. Rồi ở đây ta thấy là nó chưa có những cái dữ liệu, những cái số hiển thị trên biểu đồ, thì mình sẽ chọn vào đây, mình sẽ chọn một cái biểu tượng dấu cộng ở bên góc phải bên trên cái biểu đồ. Ta sẽ chọn data label, ta sẽ click vào đấy. Thì đó, thì bây giờ nó đã hiện lên giá trị của các dữ liệu ở trên biểu đồ rồi ha. Mình sẽ phóng to một xíu đấy. Rồi bây giờ mình muốn cái bây giờ mình thấy cái màu xám này xấu quá, mình sẽ đổi màu cho nó. Mình sẽ chọn vào, click vào cái màu xám, click vào cái đường màu xám này ha. Rồi mình sẽ chọn vào cái biểu tượng mà có cái xô mà nó đổ màu này. Đấy, chúng ta sẽ chọn color. Bây giờ mình thích màu đỏ, mình chuyển sang màu đỏ ha. Đấy. Rồi, bây giờ ví dụ như mình muốn hai cái gà và vịt này nó chồng lên nhau, làm cái biểu đồ cột chồng lên nhau chứ không phải là nó song song với nhau nữa, thì chúng ta sẽ click vào cái biểu đồ, mình double click vào cái biểu đồ nha. Đó thì nó sẽ hiện lên những cái thanh công cụ ở trên đây, và chúng ta sẽ chọn change type một lần nữa. Rồi ngay chỗ gà thì chúng ta sẽ sổ xuống và chọn cái biểu đồ cột chồng ở đây. Đấy, và cho chọn ok thôi. Đó, các bạn thấy là bây giờ là gà vịt nó đã chồng lên nhau rồi ha. Rồi, mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo nhỏ nữa ha. Rồi, bây giờ mình muốn thể hiện cái phần trăm gà, phần trăm vịt thì nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng doanh số. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái cột phần trăm vô ha. Đấy, mình phải thêm dữ liệu thì mình mới có thể vẽ được biểu đồ được. Trong một cái biểu đồ á, là dữ liệu là mình phải thể hiện cho nó thì nó mới có thể thể hiện lên biểu đồ được. Cái biểu đồ thì nó cũng không có tính toán được cái số liệu cho mình. Rồi, phần trăm gà này. Đấy, phần trăm vịt. Nó sẽ kéo xuống. Rồi, cái đẹp xíu ha. Rồi, bây giờ mình muốn thể hiện cái phần trăm gà, phần trăm vịt lên cái biểu đồ này mà nhìn nó chuyên nghiệp một xíu.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần trăm của gà trước ha. Chúng ta sẽ click vào cái số liệu dữ liệu của gà và ở bên đây chúng ta nó click vào thì chúng ta thấy ở đây chúng ta sẽ chọn value room cell ha. Chọn vào. Đấy, chúng ta sẽ kéo hết cái phần trăm và chúng ta bấm ok. Đấy, các bạn thấy là nó hiện lên cái phần trăm và cái số liệu rồi ha. Mình đây mình có thể tùy chọn thêm cái cách để hai cái số liệu này nó hiển thị. Đây, chúng ta sẽ chọn ở ngay chỗ này ha. Sổ xuống, đây có dấu chấm này, dấu chấm phẩy, dấu chấm và bây giờ mình sẽ chọn là new line là nó sẽ xuống dòng. Đấy. Bây giờ nhìn nó đã rõ hơn rồi đúng không? Rồi bây giờ mình cho nó thành màu khác cho nó dễ nhìn nha. Ta sẽ chọn. Màu trắng cho nó dễ nhìn. Rồi, bây giờ tới vịt thì chúng ta sẽ làm tương tự. Room cell. Ta sẽ kéo. Ok. Mình sẽ chọn new line luôn nha. Mình thì mình thích new line hơn tại vì nó thể hiện hai cái dữ liệu nó rõ ràng hơn ha. Rồi. Thế là bây giờ là đã xong một cái biểu đồ khá là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nếu mà có thắc mắc gì nữa thì cứ liên hệ với mình, cứ comment ở dưới thì mình sẽ